kính chào quý cô chú anh chị. Xin mời quý cô chú anh chị cùng tìm hiểu nội dung hôm nay trên kênh Việt Visit. Lý do thật sự cho màn khóc mướn khi Trần Huỳnh Duy Thức tuyệt thực lúc đây. Chuyện mỏi bận Trần Huỳnh Duy Thức, kẻ đang thụ án 16 năm tù giam tại trại giam số 6 huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An vì tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân tuyệt thực, lại có lắm kẻ khóc mướn, điển hình là BBC, GFA, VOA, RFI, Việt Tân. Họ đưa ra nhiều tiêu đề giật gân, hòng lôi kéo thiên hạ vào chủ đích của chủ thể người viết như Trần Huỳnh Duy Thức tuyệt thực tới 34 ngày, thư khẩn về tính mạng của Trần Huỳnh Duy Thức, cùng các khẩu hiệu như Free Thức, thả tự do cho Thức, Trần Huỳnh Duy Thức vô tội. Tung hứng với các bài viết này là một số tổ chức dán nhãn hiệu quốc tế và tổ chức phi chính phủ NGO với hình thức thư ngỏ kêu gọi trả tự do cho các đối tượng phạm tội đang bị giam giữ. Điển hình của sự lố bịch này là bài RFA khóc rằng Trần Huỳnh Duy Thức ngừng tuyệt thực nhưng thiếu thức ăn nghiêm trọng. Theo đó thì tù nhân lương tâm, được viết tắt là TNLT, Trần Huỳnh Duy Thức, người đang ở những năm cuối của án tù 16 năm ở trại giam số 6, đã dừng cuộc tuyệt thực ngắn trong 7 ngày, nhưng có thể ông sẽ phải đấu tranh tiếp vì thiếu thực phẩm nghiêm trọng. Và hiện tại, ông chỉ còn một thùng mì gói Hảo Hảo và khoảng 8kg thức ăn mà gia đình mới đưa vào hôm 12 tháng 2 để cầm cự cho hết tháng 2. Đúng là nực cười vì trò hề thương vai khóc mướn cho kẻ phạm tội luôn bày trò tuyệt thực. Nhưng thực tế kẻ đó chẳng hề hấn gì, thậm chí vẫn béo tốt, khỏe mạnh ở trong trại giam. Một blogger bình phẩm hết tuyệt thực rồi lại ngừng tuyệt thực là chiêu trò vốn không còn xa lạ của các đối tượng bị kết án phạm tội xâm phạm an ninh quốc gia. Dù bản thân có khoa ngôn hoán ngữ bày tỏ lý tưởng hào hùng, nhưng đến khi phải đối mặt với bản án, họ vẫn nghĩ ra đủ trò chống phá. Trò tuyệt thực của rít này đã từng được những tù nhân lương tâm tự phong như Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Văn Hải hay còn gọi là Hải Điếu Cai, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Bùi Hằng áp dụng nhưng đã bị dư luận trong và ngoài nước vạch trần lên án. Còn Trần Huỳnh Duy Thức diễn đi diễn lại trong suốt hơn 10 năm thụ án tại trại giam số 6 Thanh Chương, Nghệ An. Yêu sách mỗi lúc khác nhau nhưng đều là trò gây dư luận giảm án, đổ tội, miễn án cho ông ta. Tất nhiên thời điểm thức chọn là mình làm mẩy đều được lựa chọn kỹ. Chẳng hạn năm 2016, biết tin Tổng thống Mỹ Barack Obama chuẩn bị thăm Việt Nam, Trần Huỳnh Duy Thức tuyên bố tuyệt thực không thời hạn. Năm 2018, Trần Huỳnh Duy Thức lại tuyên bố tuyệt thực năm 2020 khi Đảng Cộng sản Việt Nam chuẩn bị đại hội 13. Ông ta tiếp tục dở mánh cũ, làm như thế, một mặt ông ta muốn duy trì cái danh hảo là nhà bất đồng chính kiến, mặt khác lôi kéo sự chú ý của dư luận xấu, tạo điều kiện cho đồng bọn cùng những kẻ đồng lõa tiếp tục chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam, đánh động để một số quỹ đen nếp bóng dân chủ tài trợ tiền bạc. Duy có điều, Trần Huỳnh Duy Thức là đồng bọn đều bẻ bàn bất ngờ vì rốt cục chẳng thấy dư luận quốc tế sốt sắng vào cuộc như dự tính và mong đợi của chúng. Không khác gì nhiều so với Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Văn Hải, Điếu Cai. Bản chất tuyệt thực của Trần Huỳnh Duy Thức thật ra chỉ là không nhận khẩu phần ăn do trại giam cấp phát. Chính Trần Huỳnh Duy Thức đã tự xác nhận điều này ngày 24 tháng 5 năm 2016 trong phiên bản làm việc với cán bộ trại giam. Trần Huỳnh Duy Thức viết, tôi tuyệt thực không liên quan đến chế độ chính sách trại giam số 6. Khẩu phần ăn của tôi được cấp phát đầy đủ từ khi nhập trại. Tuy nhiên tôi sẽ duy trì bằng cách uống 3 bịch sữa mỗi ngày. Trong đợt tuyệt thực đó, ông ta đã sử dụng 21 hộp sữa loại 180ml, 10 bịch sữa tươi loại 220ml, 17 gói trà xăm cùng nhiều đồ ăn thức uống khác. Năm 2018, sau khi tuyệt thực, sức khỏe của Thức vẫn bình thường, thậm chí phóng sự ghi lại của truyền hình Công an Nhân dân, ông ta còn cho biết đã tăng 4,5kg. Năm 2020, trang mạng xã hội được người nhà lập ra để ủng hộ Trần Huỳnh Duy Thức đã khẳng định ông ta chỉ nhận sữa bột, nước xăm để tuyệt thực. Với lần này, một thùng mì Hảo Hảo gồm 30 gói và 8kg thức ăn để ông Thức cầm cự. Từ sau ngày 12 tháng 2 cho đến hết tháng 2 năm 2024, tức là 17 ngày, tháng 2 có 29 ngày, thì thật khó hiểu bởi cầm cự trong 17 ngày với 30 gói mì và 8kg thức ăn bổ béo mà gia đình cung cấp thì ai cũng có thể cầm cự mà không cần la toán lên như thế.
Con lân tuyệt thực này là ông ta đã phán đoán rằng ông ta có đang ở những năm cuối của tù 16 năm ở trại giam số 6, cần phải liên tục hâm nóng nhắc nhở việc trồng hình di thức sắp sửa tái xuất giang hồ. Thủ đoạn này đã được RFA VOA lặp đi lặp lại nhiều lần trong quá khứ, giống như cụ Huy Hà Vũ, Nguyễn Văn Hải, Điếu Cai sẽ không đánh lừa được ai. Thiết nghĩ với 16 năm tù giam là cái giá quá đắt mà Trần Huỳnh Duy Thức phải trả cho những hành vi chống phá ngông cuồng của mình. Hãy đừng làm thêm những trò lố bịch để thêm đắc tội với nhân dân, với đất nước. Nên biết quay đầu là bờ ông Trần Huỳnh Duy Thức ạ. Thật đáng thương hại cho một kẻ ảo tưởng, chỉ biết tự nhục và a dua với những kẻ phản động chống phá rồi hủy hoại bản thân, thật không đáng chút nào. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung ngày hôm nay. Cảm ơn quý cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi. Mong là sẽ nhận được những ý kiến đóng góp từ quý cô chú anh chị để VietVision ngày càng phát triển hơn. Xin trân trọng cảm ơn.